tạm đình chỉ công tác thư úy công an kéo lê người bán hàng rong. Ngày 30 tháng 9, sau khi cùng phóng viên xem xong video ghi lại cảnh thiếu úy Bùi Xuân Hải, công an phường 6 quận 3 xô xát với người dân tại hồ Con Rùa, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh nói: "Hình ảnh phản cảm quá, công an phải bảo vệ dân, làm như vậy là sai." Ngay lập tức, Trung tướng Phong quay sang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn yêu cầu kiểm tra xử lý nhanh. Bước đầu, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hải. Nguyên nhân khiến cho cán bộ công an phường 6 quận 3 xô xát với người dân là do bị chửi bới, xúc phạm nên không giữ được bình tĩnh. Trung tướng Phong nói: "Quan điểm của ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh là phải xử lý thật nghiêm, không thể dung túng. Còn phía người dân có vi phạm như thế nào cũng phải xử lý. Tất cả phải thượng tôn pháp luật." Theo tướng Phong, thông qua vụ việc này, công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chấn chỉnh lại hành vi, tác phong và tư thế trong toàn lực lượng để xây dựng hình ảnh chiến sĩ gần người dân. Như đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện clip một chiến sĩ công an ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh xô xát với chị Nguyễn Thị Thu Thảo, ngụ quận Bình Thạnh, người được cho là bán hàng rong. Tại đây, anh Hải đã túm tóc kéo chị Thảo lên xe để đưa về trụ sở công an làm việc. Người đi đường bức xúc đến can ngăn và yêu cầu anh Hải thả người bán hàng rong. Khi được can ngăn, chị Thảo có dùng chân tay chống trả lại công an nhưng không trúng. Sự việc được một người đi đường dùng điện thoại di động quay lại rồi tung lên mạng với nội dung: "Phụ nữ bán hàng rong bị đánh ở hồ Con Rùa", nhưng clip sau đó đã bị xóa.